Xin chào anh em, lần đầu tiên em xem video của Khánh thì Khánh phụ trách kinh doanh tại công ty Đại Phát Tính quận 12 chuyên phân phối các dòng xe tải Hino. Hiện tại Khánh có mặt tại xưởng thùng Hino Đại Phát Tính bên Khánh. Thì cái mẫu xe Khánh quay trước mắt cũng nhiều anh em yêu cầu là dòng xe Hino 5 tấn thuộc series 300. Và thùng này là thùng môi bạc, kích thước thùng là 5m6 nha anh em. Tải trọng hiện tại là khoảng 5 tấn. Đây, thùng này là thùng môi bạc nhôm full inox và bên Hino Đại Phát Tính Khánh đang vệ sinh cũng như là lắp bạc trước khi bàn giao cho khách hàng để khách hàng đi đăng ký đăng kiểm nha anh em. Đây là khuôn viên xung quanh của dòng xe 5 tấn. Những anh em đang lắp bạc, mai bạc, lắp bạc. Thì bạc thì hiện tại cái trên dòng 5 tấn này thì hiện tại bên Khánh mai bạc cho khách hàng là mai bạc 3 mảnh có viền vàng giúp cho phần xe mình nhìn có vẻ đẹp hơn nha anh em. Đây là mẫu 5 tấn. Hiện tại là nhôm full inox và sàn yêu cầu của khách là sàn dập sóng và có hai máng nước. Hiện tại đây có hai máng nước và có bốn lỗ thoát nước nha. Hiện tại thì các anh kỹ thuật đang mài dũa cũng như là các trước khi bàn giao xe hoàn thiện cho khách hàng. Anh em thấy đây mở năm bẩn là bẩn nhôm, khung chuồng heo, khung bao sàn, các khóa ton cũng như các khóa inox đều là inox hết nha anh em. Đây, anh sẽ vào bên trong cho anh xem. Hiện tại thì cái quá trình các anh em đang mài dũa lại cái mặt sàn cho nó mịn thì nó có vẻ hơi ồn cho anh em. Đây là bên trong, hiện tại thì các đại lý khác đóng các kèo U để giữ cái thùng của anh em chắc chắn hơn thì là các kèo phi. Còn bên Khánh hiện tại sử dụng là 3 kèo U 63 giúp cho phần thùng của anh em được giữ chắc chắn và cứng cáp hơn nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mà muốn xem xe hoặc trải nghiệm xe thì hãy đến địa chỉ 1286 quốc lộ 1A hoặc là có thể liên hệ với Khánh qua số hotline 0938 285259, Khánh đã để trên màn hình. Đây là mẫu xe Hino 5 tấn, 3 ghế ngồi và tổng tải trọng hiện tại là 8,5 tấn nha anh em. Đây, một mẫu xe Hino được xưởng đóng thùng bên Khánh đảm bảo gia công thùng chắc chắn cho anh em và thùng được đảm bảo 1 năm sử dụng. Nếu có vấn đề về phần thùng thì hãy liên hệ với Khánh 0938 285259, Khánh sẽ hỗ trợ anh em xử lý về phần thùng với điều kiện là anh em đóng thùng bên Hino Đại Phát Tính Khánh nha anh em. Chứ anh em đóng thùng những đơn vị khác mà đem tới Khánh thì có vẻ nó hơi khó cho Khánh. Xin chào anh em.